Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi đề thi GPT N1 phần thi Mojigoi. 121 cách đọc của kanji câu 1 này. Ekimae no mise wa doko mo nani ni shiteru. Hán tự chúng ta có đây là chữ phồn và chữ thịnh, như vậy là sẽ đọc là Hanjo. Đáp án đúng là 4 nhá. Từ Hanjo này có nghĩa là phát đạt. Thông thường nếu mà âm Hán Việt là phồn thịnh, nhiều bạn sẽ nghĩ đến như kiểu là đất nước phồn thịnh, đúng không nhỉ? Nhưng mà lưu ý là chữ Hanjo này nó mang nghĩa là phát đạt, nó diễn tả cái việc làm ăn buôn bán thuận lợi của một cái đơn vị tổ chức nào đó. Các cái gì nhỉ? Các cái nhà hàng ở trước ga thì cái nhà hàng nào cũng rất là phồn thịnh. Cái cửa hàng nào cũng rất là phồn thịnh phát đạt. Số 1 đọc là Binso. Binso thì không phải là chữ phồn và chữ thịnh, các bạn phải dùng chữ khác. Binso, chữ mẫn và chữ tiệp nghĩa là nhanh nhẹn này. Số 2 Binjo là chữ tiện và chữ thừa, có nghĩa là ngồi nhờ xe hoặc là tận dụng một cái gì đó. Hansho là phản chứng, có nghĩa là bác bỏ. Câu số 2 nani no nayo nitsuite wa kochira no shorui wo goran kudasai. Hán tự là chữ khế và chữ ước, như vậy khế ước sẽ đọc là keyaku. Đúng là hai. Cái số 2 thì chắc là các bạn làm rất là quen thuộc, bởi vì từ keyaku là từ quen thuộc, đồng thời là từ ở cấp N2 chứ không phải là N1. Về nội dung của hợp đồng ấy thì hãy đọc thật kỹ các cái tài liệu này. Số 1 nhá, đọc là seiyaku. Chúng ta sẽ có chữ Hán là chữ thệ và chữ ước. Đây, mang nghĩa là cam đoan này, hoặc là chữ chế và chữ ước, có nghĩa là cái sự ràng buộc. Số 3, koyaku. Hán tự sẽ là chữ công và chữ ước, có nghĩa là cái lời hứa chung, lời hứa tới công chúng, tới các bối cảnh công cộng, chẳng hạn như là khi tranh cử ấy. Số 4, yoyaku, có nghĩa là cái sự tổng hợp tóm tắt. Câu 3 この国は昔から貿易によって何に来た。Hán tự là chữ nhuận. Chữ này sẽ có âm cư nhomi là uruo, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ chọn phương án 4. Uruo te. Uruo có nghĩa là ẩm ướt, phong phú, dồi dào, giàu có. Đất nước này giàu có từ ngày xưa nhờ cái buôn bán giao lưu thương mại. Số 1 này mokate, mokate đây, kiếm lời này, có lợi này. Makanate, chữ này mới được ra trong đề thi tháng 12 năm 2023. Chữ hối có nghĩa là trang trải. Số 3 akinate, thương, kinh doanh. Câu 4 kebi ga nanani na tokoro ga nai ka shirabe ta. Hán tự là chữ thủ của N5 và chữ bạc của N2. Thì thông thường mà ghép cái dạng này chúng ta sẽ đọc, cách đọc sẽ thay đổi một chút nhé. Nó sẽ thường đọc theo kiểu âm đặc biệt hoặc là âm kunyomi. Đấy. Chứ nó sẽ không đọc theo kiểu là âm onyomi đâu. Do vậy là không đọc là shuhaku. Ở đây chúng ta sẽ đọc là teusu. Đúng là số 3, samba. Từ teusu này có nghĩa là thiếu, thiếu sót. Tôi đã tìm hiểu, tôi đã điều tra xem là gì nhỉ? Có cái chỗ nào mà thiếu kê bị, thiếu cái bảo vệ không? Các phương án còn lại là không chính xác. Câu số 5 開発のために古いビルが次々と何々いる。Hán tự đây là chữ hoại. Như vậy chữ hoại sẽ đọc là coas. Thể bị động là coa sarete. Đúng của chúng ta sẽ là số 1. Chỉ bằng. Để phát triển, để phục vụ cho cái công tác phát triển thì các cái tòa nhà cũ đang dần dần bị phá hủy, đang dần dần bị
phá bỏ. Chẳng hạn như là người ta sẽ xây những cái trung tâm thương mại, những cái tòa nhà mới đẹp hơn để phục vụ cho cái việc phát triển, thì những cái tòa nhà cũ bị phá đi nhá. Câu số 2, phương án số 2, Kuzusarete hán tự sẽ là chữ băng, có nghĩa là làm sụp đổ này, bị làm sụp đổ này. Tháo sarete là bị làm đổ, bị đánh gục. Subu sarete hội có nghĩa là bị làm bẹp, bị dẫm chết. Câu 6, Olympic ga nani nani khai mạc shita, hán tự là chữ hoa, như vậy chữ hoa sẽ đọc là Hanabanashi đúng nhỉ, dạng phó từ là Hanabanashi, long trọng hoành tráng. Olympic ấy đã khai mạc một cách hoành tráng, đúng là một. Các từ còn lại, Omo Omoshiku Kanji sẽ là chữ trọng, có nghĩa là uy nghiêm, uy nghi, long trọng này. Số 2, Monomonoshiku, tính từ gốc là Monomonoshi, có nghĩa là nghiêm ngặt, khắt khe. Số 4 là Sozoshiku, hán tự là chữ tao, có nghĩa là ồn ào, inh ỏi, hỗn loạn. Thì đây là cái đề đầu tiên của cái chuỗi đề thi GPT hình thức mới. Ngày xưa là GPT là được chia thành 4 cấp, từ Yonkyu cho đến IQ. Và khi mà người ta đổi sang 5 cấp từ N1 đến N5 ấy, thì đây là cái đề đầu tiên, đề tháng 7 năm 2010, cho nên có thể là cái phần kanji nó tương đối là dễ. Chúng ta thấy là phần lớn là hán tự N2, chỉ có câu 1 và câu 3 là hán tự N1 thôi này, còn lại 2, 4, 5, 6 đều là kanji N2. Bây giờ thì thường là các câu nó sẽ là kanji N1 hết. Tiếp theo là môn A2. Môn A2 là môn A từ vựng. Chúng ta cùng xem câu số 7 này. Kono densai shosetsu wa zen 12 wa de nanyani suru. Cái tiểu thuyết dài kỳ này ấy, thì ở tổng cộng là 12 chương. Nó làm sao đấy ở 12 chương. Chúng ta cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên, từ này là đọc là seishi. Chúng ta cùng xem cách đọc trước để tìm hiểu nghĩa sau này. Từ số 2 đọc là joju. Từ số 3 là kanketsu. Và từ số 4 là shusoku. Từ số 1, seishi, tĩnh chỉ, có nghĩa là gì nhỉ? Đứng yên, không động. Nó diễn tả cái việc đứng yên, không động đậy nhá. Thì nó sẽ có một số dạng cố định như là seishi jotai, trạng thái đứng yên. Đấy. Hoặc là seishi gamen, cái màn hình nó đứng yên, không có. Chẳng hạn như là khi điện thoại nó bị đơ ấy, máy tính bị đơ ấy, thì dùng cái từ seishi gamen này, màn hình tĩnh. Từ số 2 là hán tự là thành và tự, đọc là joju, xin lỗi, joju, mang nghĩa là hoàn thành, đạt được, có thể dùng như là một tự động từ hoặc là một tha động từ. Nếu mà dùng như một tha động từ thì nó sẽ dùng với những dạng như là nengang này, hoặc là một cái teki o joju suru, có nghĩa là hoàn thành. Đấy, mục đích, hoàn thành tâm nguyện. Kenkyu ga dùng như tự động từ sẽ là thế này. Từ số 3, kanketsu, hán tự là hoàn và kết, có nghĩa là kết thúc, hoàn thành. Nó dùng cho những cái thứ mà từ trước đến giờ tiếp diễn và bây giờ là chấm dứt hẳn. À, vậy thì phù hợp nhất trong đây phải là số 3 đúng không? Samba. Kanketsu nhá. Cái từ kanketsu này nó hay đi với cái gì bạn biết không? Nó hay đi với lại phim truyền hình. Rengoku Dorama chẳng hạn này. Hoặc là đi với lại manga, đi với anime và đương nhiên là đi với shosetsu. Đấy. Hinto là shosetsu ở đây sẽ giúp chúng ta chọn được kanketsu. Số 4 là shusoku. Hán tự là chữ chung và chữ tức, có nghĩa là chấm dứt. Thông thường là những cái thứ không tốt nó kết thúc, nó chấm dứt thì chúng ta dùng, chẳng hạn như là chấm dứt lạm phát, infure này,
chấm dứt dịch bệnh này, Reiki này, chấm dứt bạo động này, vô đồ. Câu số 8. Kaigi de shitsumon ni kotaerarenakute komatteitara gachō ga nani ni shite kureta? Ở cuộc họp ấy, tôi đang rất là bối rối bởi vì không trả lời được câu hỏi ấy, thì trưởng nhóm, trưởng bộ phận đã làm gì đó giúp tôi. Chúng ta cùng xem từ nhé. Từ đầu tiên là keep, keep, hán tự chữ keep có nghĩa là giữ, duy trì, không hợp này. Số 2 là follow, follow, follow có nghĩa là giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là theo dõi. Chúng ta hay dùng ý nghĩa là theo dõi nhưng mà ngoài ra nó cũng có nghĩa là hỗ trợ, giúp đỡ, giống từ助ける. Như vậy ở đây phù hợp nhất phải là số 2. Số 3, các bạn có từ machi này rất là nhiều nghĩa. Hán tự nó viết như thế này thì có nghĩa là phù hợp, tương thích hoặc là diêm. Đấy, cái diêm bật ấy, que diêm ấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trận đấu. Từ số 4 là áp cụ thì này quá quen rồi. Câu số 9 này. Kono haru to to nanyani no my home wo te ni haireta. À xin lỗi, te ni ireta. Mùa xuân này thì cuối cùng tôi cũng đã có được my home. Này, từ này nó viết theo dạng chế đấy. Cái ngôi nhà riêng đúng nhỉ? Ngôi nhà mơ ước. Vậy thì diễn tả cái ngôi nhà mơ ước chúng ta sẽ dùng cái từ số mấy đây? Sam bà đúng không? Từng thằng một này. Số 1, Setsubo. Từ này đọc là Setsubo. Số 2 đọc là Yokubo. Số 3 là Nengang. Và số 4 là Shigang. Thì từ đầu tiên Setsubo có nghĩa là ao ước, khao khát. Nó sẽ dùng như là một động từ, chẳng hạn như là Sekai no hewa wo Setsubo suru. Và gần như là nó dùng cái dạng cố định này rất là nhiều nếu các bạn tra ví dụ. Số 2 Yokubo là danh từ, có nghĩa là dục vọng, khát khao. Từ số 3 là ao ước, tâm nguyện. Đấy. Cái từ Nengang này nó sẽ hay dùng với dạng là N no cộng với Nengang. Có nghĩa là cái N đó là một cái mà chúng ta mong muốn, chúng ta mong mỏi, chúng ta ao ước khao khát từ rất là lâu rồi. Đấy. Ở đây sẽ thấy cái hình thức đấy nó phù hợp với lại cái phần này đúng không nhỉ? Nega no my home có nghĩa là ngôi nhà riêng mà tôi mong mỏi. Đúng nhất phải là số 3. Ngoài cái cách nói này có thể nói là Nega ga kanau, cái tâm nguyện được hoàn thành này. Nega wo hatasu, hoàn thành tâm nguyện. Đây là một từ khá là quan trọng ở trong phần GPT bởi vì là người ta đã hỏi vài lần rồi. Các bạn lưu ý nhé, có thể là người ta sẽ hỏi lại trong phần cách dùng từ hoặc từ đồng nghĩa thì sao. Từ số 4 là Shigang. Shigang là ý nguyện, nguyện vọng, hay dùng với dạng là tính từ. À xin lỗi, dưới dạng động từ, chẳng hạn như là Shigang shite V, có nghĩa là chúng ta làm V với cái tâm nguyện, với cái nguyện vọng. Câu số 10. Kaigi では A 案に賛成したが、何々を言えば B 案の方がいいと思う。Ở cuộc họp ấy thì tôi đã tán thành với phương án A. Nhưng mà nếu nói gì đó thì tôi lại thấy cái B ổn hơn. Nếu mà nói thật tâm đúng không? Thì chúng ta sẽ xem từ nào mang nghĩa là thật tâm nhé. Từ đầu tiên đọc là honne. Nó có nghĩa là cái ý định thực hoặc là cái sự thực tâm này. Từ số 2 là honki là nghiêm túc. Từ số 3 là yoane là cái lời than thở hoặc là cái tiếng rên rỉ. Và số 4 là yoaki
là yếu đuối nhút nhát rụt rè thì phù hợp nhất đây phải là số 1. Từ honne nó sẽ có dạng thức cố định là nó sẽ có dạng thức cố định, ví dụ nhá honne ga deru đấy, cái ý định thực sự nó được bộc lộ này, honne wo haku đấy, hay là honne wo ieba đây. Cái hint tội để chúng ta lựa chọn cho câu này là có nananio ieba này sẽ chỉ có honne đi được thôi, có nghĩa là nếu mà nói thực, nếu mà nói cái suy nghĩ mà tôi đang đang mang ở trong số 2 honki, từ này thì thường dùng như là tính từ đúng không nhỉ, cũng có thể dùng dạng danh từ ví dụ như là honkyo dasu đấy, hoặc là honki de v, chúng ta làm v một cách rất là nghiêm túc. Số 3 yoane, yoane là cái lời than thở, cái tiếng than vãn rên rỉ, dùng dạng thức cố định là yoane wo haku. Số 4 là yoaki, dùng như là tính từ hoặc là danh từ, yoaki wo dasu, yoaki na iken. Tiếp theo câu 11, phó từ senpō ni kyōryoku wo irai shita ga nanyani ko kotowarare te shimatta, tôi đã nhờ đối tác, tôi đã nhờ phía đối phương hợp tác nhưng mà đã bị từ chối. Cái phó từ nào đi với từ từ chối? Từ đầu tiên shinari, shinari có nghĩa là mềm nhũn, nó dùng để chỉ món ăn cả không phù hợp này. Yawari, yawari có nghĩa là nhẹ nhàng khéo léo, người ta không từ chối một cách thẳng thừng đâu, người ta nói một cách gọi là khéo khéo đấy. Đúng đây phải là số 2, đi kèm với lại kotowaru nhá. Số 3 là unzari là chán ngán này, và số 4 là hinyari là mát mẻ. Không phải. Câu số 12 là một câu về gokese, hình thành từ. Cái này nếu như là ở trình độ N2 thì sẽ là môn đai số 3, nhưng mà N1 người ta không còn môn đai này nữa, người ta cho ở đây. Và thông thường sẽ là một câu, có năm thì sẽ không có câu nào. Nanyani Hotel では前日禁煙です。Chữ tự này, chữ chủ này, chữ thực và chữ đương. Thì ở đây các bạn thấy có từ Hotel đúng không? Như vậy phải là Tô Hotel. Đấy, có nghĩa là khách sạn này, cái khách sạn đây đúng nhỉ, khi chữ đương đứng trước một từ chỉ cái cơ quan tổ chức địa điểm ấy, thì có nghĩa là đây này, khách sạn này, khách sạn của chúng tôi này ấy, thì tất cả các phòng đều cấm hút thuốc, chúng ta sẽ không dùng chữ tự, chữ chủ hay là chữ thực nhé. Tiếp theo câu 13 này, câu 13 cũng là câu cuối cùng của môn đai số 2, các bạn thấy các từ nó cũng khá khá là giống nhau. Từ đầu tiên Atarashi business wo hajimeru ni atatte wa nanyani keikaku wo tateru hitsuyo ga aru. Cái lúc mà bắt đầu cái sự nghiệp kinh doanh mới ấy, thì sẽ cần phải lập kế hoạch, kế hoạch gì đó. Hình tội đây sẽ là cần từ keikaku, chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên, từ này là teisai, teisai có nghĩa là rất là nhỏ đấy, hijoni kiwamete chisai, nó thông thường nó đi kèm với lại những từ chỉ số lượng hoặc là quy mô với cái mức độ rất nhỏ, chẳng hạn như là teisai na, teisai na ke này đấy, hay là teisai na shiki này, kinh doanh này, quản lý rất là nhỏ lẻ, vốn, nguồn vốn rất là ít ỏi đúng không, thì kỳ lợi ích, lợi nhuận rất là ít, sẽ dùng nhá. Số 2
Từ này đọc là Memitsu. Memitsu. Từ này có nghĩa là kỹ lưỡng tỉ mỉ. Nó diễn tả cái việc mà làm gì đó một cách cẩn thận, chú ý, chi tiết, chi ly đến từng góc ngách. Đấy, nó sẽ đi kèm với những từ chỉ cái gì nhỉ? Chỉ cái quá trình làm cái gì đó, chỉ cái việc thực hiện cái gì đó. Ví dụ như là Memitsu là quan sát sự quan sát tỉ mỉ này, hay là Memitsu là kê sang tính toán chỉ tỉ mỉ này, kế hoạch kê sang chi tiết, à, kê các cự xin lỗi. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn hai là chính xác nhất. Nhì bằng. Câu 3, phương án 3, từ này là sensei. Từ sensei có nghĩa là tinh tế, nhạy cảm. Đấy. Nó sẽ đi kèm với những từ chẳng hạn như là sensei na căng các cự. Đấy, cái cảm giác, cái cảm nhận rất là nhạy cảm, tinh tế này. Hoặc là những từ shinke này, cái hệ thần kinh nhạy cảm này. Ngoài ra nó còn dùng diễn tả cái sự thanh mảnh nữa. Chẳng hạn như là sensei na Yubi, ngón tay thanh mảnh nhá. Số 4, từ này đọc là Nomitsu, hán tự là nồng và mật. Nomitsu có nghĩa là đậm đặc. Đấy, đậm đặc này có thể dùng với sương mù. Nomitsu na kiri này. Có thể dùng với mùi, mùi nồng nặc này. Nioi này. Có thể dùng với màu sắc này. Đấy, màu sắc đậm. Đúng nhất phải là số 2. Tiếp theo sang môn đai 3 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14. Kare wa okane ni kanshite ruzu na tokoro ga aru. Cái từ ruzu này chắc là các bạn rất là quen thuộc rồi. Từ này nó sẽ đồng nghĩa với từ darashinai. Số 2. Có nghĩa là hời hợt, thờ ơ, không quan tâm, không để tâm tới. Có phần nào đấy mang tính chất là cầu thả, thiếu suy nghĩ ấy. Anh ta thì liên quan đến chuyện tiền bạc ấy thì có chút thờ ơ đúng không nhỉ? Có cái điểm mà anh ta không thèm quan tâm, có điểm rất là hời hợt, anh ta không để ý nhiều về nó. Từ số 1, zuzushi. Chúng ta sẽ viết kanji luôn nhá. Zuzushi có nghĩa là trơ trẽ mặt dày này, giống atsukamashi. Số 3, urusai, ồn ào. Yowai là yếu đuối, không phải. Câu số 15. Kono shokuba ni mo kanari najinde kita. Từ gạch chân là từ najinde, động từ gốc sẽ là najimu. Najimu có nghĩa là hòa nhập, đúng nhỉ? Quen với. Tôi cũng đã khá là hòa nhập, cũng đã khá là quen với cái chỗ làm này. Thì đồng nghĩa với nó sẽ là từ nào? Số 1 là Megumarete, được ban cho này. Số 2 là Sakarate, chống đối. Số 3 là Akite, là chán ngán. Và số 4 là Narete, là quen. Yomba. Câu 16. Kyodai wa itsumo otagai ni hari atteiru. Hai anh em kia ấy thì lúc nào cũng làm sao, động từ hariau có nghĩa là cạnh tranh, ganh đua, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ chọn phương án nào đây. Từ số 1 đọc là kyoso. Kyoso shite là ganh đua, cạnh tranh này, đúng rồi. Ichiban. Số 2 là OM. OM stand có nghĩa là cổ vũ, ủng hộ. Không đúng. Số 3 là Mushi. Mushi là phớt lờ. Và số 4 là Soncho, tôn trọng, tôn kính. Tiếp theo câu 17. Aruhi waga ie ni roho ga todoita. Một ngày nọ thì có một cái roho nó được chuyển đến nhà tôi. À,
Các bạn thấy là tất cả đều có cái đuôi là CRC, vậy là một cái thông báo, nhưng mà một cái thông báo như thế nào? Các bạn nếu mà nhớ ấy, thì cái chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ lãng trong từ Hogaraka. Hogarakana có nghĩa là vui tươi, giống Akari. Đấy, vậy thì nó sẽ mang cái sắc thái vui tươi. Vậy thì các bạn thấy Igaina Shirase, một cái thông báo bất ngờ. Ureshi Shirase, một cái thông báo vui, một cái tin tức vui vẻ. Chắc là sẽ gần nghĩa nhất với Akari. Kaisetsuna Shirase là quan trọng. Và Mezurashi Shirase là một cái tin hiếm có, không phải, đúng nhất phải là số 2 nhé, tin vui. Tin vui được chuyển đến nhà tôi vào một ngày nọ. Câu 18. Yato wazirawashi sayo kara kaiho sareta. Cái từ wazirawashi này cũng được hỏi rất nhiều trong các lần thi này. Hán tự nó sẽ là chữ phiền. Đấy. Phiền phức, phức tạp. Cuối cùng ấy thì tôi cũng đã được giải thoát khỏi cái công việc phiền toái, phiền phức, phức tạp này. Thì đồng nghĩa với nó sẽ là gì? Số 1, Jimmy, đơn giản giản dị này. Số 2, Niigate là kém, không ưa. Mendo là phiền phức và Taikutsu là nhàm chán. Đồng nghĩa nhất phải là từ số 3, Mendo na. Câu 19, câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Saki, Joshi ni iyami o iwareta. Ban nãy tôi đã bị cấp trên nói cái gì đó iyami. Nếu mà viết kanji ra thì các bạn sẽ đứng ngay iyami đây. Có nghĩa là nói những cái điều mà mỉa mai, chế nhạo. Thì từ nào đồng nghĩa nhé? Từ số 1, fuma, bất mãn này. Số 2, jodan, nói đùa. Số 3 là gucci, than vãn. Và hiniku, số 4 là châm chọc, chế nhạo. Thì hợp nghĩa nhất, đồng nghĩa với Iyami phải là Yombao, Hiniku. Rồi tiếp theo chúng ta sang môn đai 4, môn đai cuối cùng, là môn đai mà có thể nói là khó nhất của cái phần Mojigoi. 20, từ này là chữ mật và chữ tập. Từ này đọc là Mitsu. Từ này có nghĩa là tập trung dày đặc. Nó dùng cho cái gì nhỉ? Một số dạng thức cố định đi kèm nhé, ví dụ như là Jinko này. Đấy. Jinko này. Dân số tập trung dày đặc này. Jiu tác cự nhà cửa này. Hoặc là gì nhỉ? Tai bố cự này. Cây to này. Hoặc là Jinka này, nhà dân này. Ibiga nhá, Mishu. Sự có nghĩa là những cái đối tượng này nó tập trung một cách dày đặc lại với nhau. Thì các bạn thấy luôn là câu số 1 đấy, nó có từ Jiutaku. Đấy, nên là chúng ta phải chọn một. Konochiku wa furui Jiutaku ga Mishu shiteru. Có nghĩa là cái vùng này ấy, thì những cái khu dân cư, những cái nhà cũ ấy, nó đang tập trung rất là dày đặc. Câu số 2, Maishu suyobi ni kaigi no member o misu shiteru. Cứ thứ mấy nhỉ? Cứ thứ tư hàng tuần. Thì các cái thành viên của cuộc họp, à cái này chắc chắn là chúng ta phải dùng từ gì mới hợp lý. Cái này chúng ta phải dùng từ sửa cái trợ từ o thành trợ từ ga nhé. Đó là Atsumatte iru. Đấy, các thành viên của cuộc họp ấy nó lại tập hợp vào cái thời điểm này để họp. Câu 3. Kono konsato ni wa sekai juu kara yume na kashu ga misu shiteiru. Ở cái concert này, ở cái buổi hòa nhạc này ấy, thì ca sĩ nổi tiếng từ khắp thế giới, à đây phải là dùng từ, cũng là từ Atsumaru đúng nhỉ? Thì mới phù hợp được. Atsumatte. Câu 4. Suide gaikoku no kippu o
Mitsushiteru. Không thể nói là tôi đang tập trung dày đặc cái tem nước ngoài như là một sở thích được. Cái này phải là tôi đang gì nhỉ? Tôi đang sưu tầm, tôi đang thu gom tập hợp. Cái này Atsumete hoặc là từ Kaishu nha. Xin lỗi, siêu siêu chứ. Đây, có nghĩa là sưu tầm. Sưu tầm. Câu 21. Câu 21 chúng ta có chữ Hán là chữ khiết. Từ này đọc lại Isagi Yoi. Isagi Yoi. Có thể là người ta sẽ hỏi trong phần cách đọc kanji đấy. Từ này có nghĩa là thẳng thắn, hiên ngang, dứt khoát. Khi làm gì đó thông thường sẽ đi với động từ. Chẳng hạn như là Isagi Yoi Tataka, chiến đấu một cách hiên ngang này. Đấy. Hay là xin lỗi một cách thẳng thắn này, Ayamaru này. Công nhận một cách thẳng thắn này, Nitomeru này. Hoặc là Isagi Yoi thái độ, cái thái độ hiên ngang. Vậy thì bây giờ bạn xem cái phương án nào là phù hợp. Câu 1. Machigatta koto o shita tomou nara isagiyoku ayamatta hou ga iyo. Nếu như bạn nghĩ là bạn đã làm sai ấy, thì bạn nên xin lỗi một cách rõ ràng, dứt khoát. Đúng rồi. Một nhá. Ở đây chúng ta thấy có cái từ ayamaru, chúng ta sẽ lựa chọn chi. Câu số 2. Saiban de hikoku wa Jibun wa muzitsu da, isagiyoi to shuchou shita. Tại phiên tòa thì bị cáo đã khẳng định tôi muzitsu, tôi vô tội và tôi trong sạch. Thì trong sạch ở đây chúng ta không được dùng từ isagiyoi, nó không mang nghĩa như thế. Mặc dù Hán tự là khiết đấy nhưng mà không phải là trong sạch theo kiểu vô tội. Nếu mà muốn nói là một người trong sạch theo kiểu như thế các bạn phải dùng từ kep paku. Đây, Hán tự là chữ khiết và chữ bạch thì mới đúng nhá. Câu số 3. Shiryo wa kubarazu ni isagiyoku setsumei dake de sumaseta. Tôi không có phát tài liệu mà chỉ giải thích một cách đơn giản ngắn gọn đúng không? Là được, là xong, là kết thúc. Cái này chúng ta phải dùng từ kanketsu ni, ngắn gọn đơn giản này. Câu 4 này. Ie ni kaetara isagiyoku naru made shikkari te o araimashou. Sau khi về nhà thì hãy rửa tay cẩn thận đến khi nó trở nên, cái này chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ là trở nên sạch rồi, các bạn sẽ chọn, nếu mà biết mỗi âm Hán Việt là khiết và lựa chọn 4 là không đúng. Nó không phải cái từ isagiyoi, nó không không phải nghĩa là sạch đâu. Với nghĩa là sạch ấy các bạn phải dùng từ kire, kire ni naru, hoặc là các bạn dùng từ seiketsu chẳng hạn. Đây, chữ Hán là chữ thanh và chữ khiết thì mới mang nghĩa là sạch theo kiểu rửa tay. Còn cái từ này nó mang nghĩa là làm gì đó nhé, một cách thẳng thắn, hiên ngang, dứt khoát, rõ ràng. Câu 22. Đây cũng một từ quan trọng, hỏi đi hỏi lại rồi. Từ chữ Hán là chữ phát và chữ túc. Nhưng lưu ý chữ phát này không đọc là hát sự đâu mà đọc là hô, đúng nhỉ? Hô sự. Hô sô cự. Hô sô cự có nghĩa là đi vào hoạt động của một tổ chức đoàn thể. Thông thường sẽ là n gặp. Hosoku suru. N đây là từ chỉ đan tài, đoàn thể này, tổ chức này. Kore kara senjitsu hosoku shita mondai nitsuite kento shimasu. Từ bây giờ chúng ta sẽ cân nhắc xem xét về cái vấn đề mà đã đi vào hoạt động mấy hôm trước không phải. Các bạn thấy có từ mondai là vấn đề ấy, thì cái này phải dùng từ hase. Cái vấn đề mà phát sinh chứ không phải là hosoku. Câu số 2 này. Shin Gijutsu wo hossoku shita okage de tasha to no shobu ni kateta. Nhờ đi vào hoạt động cái kỹ thuật mới mà có thể chiến thắng ở trong, mà đã thắng được trong cuộc phân chia thắng bại với lại phân tranh thắng bại với các công ty khác. Cái này chúng ta cũng không dùng từ hossoku, các bạn dùng từ gì? Nhờ donyu. Đấy, nhớ áp dụng. Câu số 3. Kono dantai, à thấy rồi, Kono dantai thì chắc chắn là chúng ta chọn được luôn là Samba. Kono dantai wa
Sengetsu Hosokushita Bakari des. Cái đoàn thể này thì vừa mới đi vào hoạt động tháng trước. Câu 4 này, この出版社は来月新しい週刊誌を発足する。Cái nhà xuất bản này thì tháng sau sẽ, cái này phải là sẽ xuất bản đúng không? Sẽ in mới, in ra, cái này phải dùng sô càng để chính xác nhá. Cái tạp chí định kỳ hàng tuần mới. Câu 23, Nigiwa một động từ này, chúng ta sẽ có hán tự sẽ là chữ này đúng nhỉ, có nghĩa là sôi nổi, đông đúc, náo nhiệt đấy. Thì thông thường cái từ này nó sẽ dùng với những cái gì? Nó sẽ dùng với các cái địa điểm nhá. N Nigiwa, trong đó N là các địa điểm, chẳng hạn như là restaurant này. Đấy. Có thể là nhà hàng này, cửa hàng này, depato này, trung tâm thương mại này, lớp học này, vân vân. Ngoài ra có thể dùng dưới dạng thức là náo nhiệt bởi cái gì đó. Các bạn dùng ND nghĩ qua ư. Chẳng hạn như là náo nhiệt bởi các du khách đúng nhỉ? Căng chắc cử. Căng cô chắc cử chẳng hạn. Chúng ta xem này. Câu 1. Asa no densha wa kaisha ni iku salaryman de nigiwatte iru. Cái tàu điện buổi sáng ấy thì nó đây, các bạn thấy là nhìn nó sẽ giống như cái ND Nigiwa này và nhiều bạn sẽ chọn, nhưng mà không ai nói là cái tàu điện nó náo nhiệt bởi những cái người này được. Đã nói là miêu tả cái tàu điện thì nó phải là đông đúc đúng không? Tàu điện buổi sáng ấy thì nó đông đúc này, gọi là ôn đê dự nhá, nó đông đúc những cái nhân viên mà đi đến công ty để làm việc. Câu số 2. Yasumi no mae no hi no yoru wa doko no restaurant mo nigiwatte iru. Cái đêm mà trước ngày nghỉ ấy thì cái nhà nào cũng rất là náo nhiệt, đông đúc đúng rồi. Hin tổ của chúng ta sẽ là từ restaurant. Hai là chính xác. Câu 3. Tokai no manaka ni aru kono koen wa itsumo Midori de. Cái công viên này ở chính giữa thành phố ấy thì lúc nào cũng ngập tràn màu xanh. Cái này chúng ta phải dùng từ ahureru. Ahureru. Câu 4 này. Kono toshokan ni wa iroiro iroiro na bunya no hon ga niwatte iru. Ở cái thư viện này ấy, thì sách ở rất nhiều lĩnh vực nó làm sao? Nó được tập hợp đúng nhỉ? Sorotteiru. Một số kanji khó thì đánh thêm furigana cho bạn nhé. Tiếp theo câu số 24. 24 là một phó từ này. Hitomazu. Hitomazu có nghĩa là tạm thời, trước mắt. Tạm thời thì như thế, trước mắt là đã có cái kết quả như vậy. Chúng ta cùng xem câu số 1. Kono kikai wa hitomazu ugokasu to sugu ni wa tomerarenai. Cái máy này ấy, tạm thời, cứ hễ tạm thời mà vận hành nó thì sẽ không thể dừng nó ngay được. Cái này không đúng đúng không? Cái này phải dịch là một khi. Đấy, một khi mà cho nó chạy, một khi mà vận hành, vậy thì một khi phải dùng từ itan hoặc là từ Hitotabi mới đúng nhá. Câu số 2 này. Senfu ga hapyou shita keizai taisaku wa hitomazu shika kouka ga nakatta. Cái chính sách kinh tế mà chính phủ đã công bố ấy thì nó chỉ có cái hiệu quả tạm thời. Các bạn sẽ nghĩ là hai đúng đúng không? Nhưng mà cái từ Hitomazu nếu mà dùng như vậy thì nó mang tính chất như là một
chúng ta sẽ cần tính chất như một tính từ chứ không phải là cái dạng thức phó từ hitomazu. Đây không dùng được, phải dùng từ ichijiteki. Đấy, mang tính tạm thời thì mới chính xác. Câu số 3 này. ご飯を食べて、ひとまず立ってから薬を飲んでください。ăn cơm một lúc sau hãy uống thuốc. Vậy thì ăn cơm và đèn một lúc sau, đây dùng từ scosi. Câu 4. Kyo no sagyo wa hitomazu kore de owari ni shio. Công việc ngày hôm nay thì tạm thời chúng ta kết thúc ở đây. Đúng rồi. Này, cái hình tội sẽ là tạm thời kết thúc ở đây nhá. Cái này chúng ta dịch nghĩa. Câu cuối cùng, câu 25. Hán tự của chúng ta sẽ là chữ mãn và chữ khiết này. Mangkitsu. Mangkitsu có nghĩa là tận hưởng, thỏa thích, thưởng thức trọn vẹn. Đấy. Chúng ta thường dùng dưới dạng tức là NO. Mangkitsu suru nhá. Nó sẽ bằng nghĩa với lại jubun ni kano shimu. Tận hưởng một cách trọn vẹn. Câu 1 này. Kono ongaku o kiku to kimochi ga totemo mankitsu suru. Này dùng như tự động từ thì không phải. Cứ hễ nghe cái âm nhạc này thì cái cảm giác của tôi rất làm sao? Có thể dùng là rất là trở nên rất là yutaka ninaru. Trở nên rất là dạt dào cảm xúc này, hoặc có thể dùng là kimochi ga totemo mita sareru. Cảm xúc của tôi được được làm trọn vẹn. Câu số 2. Kono dashi ni wa yasui apato no jōhō ga mankitsu sareteiru. Ở trong cái tạp chí này thì thông tin về các căn hộ giá rẻ nó đang được, cái này phải là đang được đăng tải rất nhiều đúng không? Đấy, phải dùng từ mansai chứ không phải dùng từ mankitsu nha. Mankitsu mang nghĩa là tận hưởng, thưởng thức, mà làm sao mà dùng trong trường hợp này được. Câu 3. Kaigai ryoko ni itte hisashiburi no kyūka o mankitsu shita. Tôi đi du lịch nước ngoài và tôi thưởng thức, tôi tận hưởng trọn vẹn cái kỳ nghỉ mà lâu rồi tôi mới có. Đúng rồi. Nghĩa hợp và đồng thời cái dạng thức là NO mankitsu suru. Phù hợp là samban. Câu số 4. Kore ra no jōken o mankitsu suru jinzai o sagashite imasu. Tôi đang tìm kiếm những cái nguồn nhân lực mà phù hợp với địa đây phải là phù hợp đúng không? Phù hợp với lại điều kiện này. Hoặc là dùng từ mita sự này có nghĩa là làm thỏa mãn điều kiện. Nhất phải là ba nhá. Thì đó là cái đề này của chúng ta. Mặc dù là đề thi đã được ra rồi nhưng mà các bạn hãy cố gắng là để ý kỹ những cái phần mà CC đã nhấn mạnh. Bởi vì biết đâu người ta vẫn hỏi lại thì sao? Chúc các bạn ôn tập và chúc các bạn ôn tập thật là tốt trong những cái thời gian còn lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học tiếp theo.